nay chắc là vài tập bụng mọi người, một vài tập bụng ở nhà. Thì mùa hè chúng ta không thể thiếu những bài tập bụng. Và khi các bạn có cơ bụng 6 múi đi biển thì cực kỳ là tự tin luôn. Mình thấy là có rất là nhiều người nhắn tin cho mình làm những cái bài tập bụng ở nhà. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn như các bác bài tập bụng ở nhà. Bụng mình sau một thời gian mà nghỉ tập luyện đó, cơ thể mất cân bằng thì đã lên khá là nhiều mỡ rồi, các bạn có thể nhìn thấy. Và các bạn có thể nhìn thấy ảnh cách đây khoảng một năm trước, hơn một năm trước của mình. Thì cuộc sống có những cái lúc mà phải bận quá, mình rơi vào cái trạng thái gọi là quá bận, over từ công việc cho đến việc gia đình, việc công việc chính, rồi tất cả mọi thứ nó đuôi đến, nên là mình bị overheat, cho nên là dừng một quãng thời gian rất là dài để không có tập luyện gì. Và nói chung là các bạn đừng như mình nha. Thì bây giờ mình comeback lại những cái bài tập ở nhà thì hy vọng sẽ mình có năng lượng, luôn luôn có năng lượng tập luyện. Và hy vọng những cái năng lượng này qua những cái video tập luyện như thế này thì cũng sẽ truyền tải được đến cho các bạn thêm những cái động lực tập luyện nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một bài tập bụng khá là đơn giản tại nhà. Thì let's go, chúng ta cùng vào bài tập thôi. Oh my god, bài tập cực kỳ là ok cho phần cơ bụng của các bạn ha. We'll be right back.
tập bộ hôm nay kết thúc. Những bài tập này là những cái bài tập mà kết hợp các bạn hãy dành thời gian để tập cơ bụng nha, để cho chuẩn bị một mùa hè năng động và tự tin hơn. Đây là những cái bài tập mà giúp các bạn đốt cháy rất là nhiều các calo và cũng như là phần cơ bụng để hiện rõ cái bụng bụng lên ha. Nhờ kết hợp với cái chế độ ăn uống lành mạnh thì cái mục tiêu của các bạn mình tin chắc chắn là nó sẽ đạt được. Hãy cố gắng lên. Mình rất lâu rồi hôm nay mới tập lại cơ bụng á, cho nên là những cái bài tập nó không được smooth, nó không được như ý mình muốn, các động tác của nó không được đẹp lắm, cho nên là mình sẽ cố gắng luyện tập để cho cơ bụng khỏe hơn, để tập được cái động tác của nó đẹp hơn, nó smooth hơn. Ok, mình và các bạn cùng cố gắng nha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để có thêm động lực ra thêm nội dung. Và các bạn muốn mình làm thêm về cái chủ đề gì đó thì các bạn hãy bình luận xuống bên dưới nha. Chào các bạn, hãy cố gắng có một cơ bụng sáu múi nha. Mình cũng vậy, mình cũng sẽ cố gắng lấy lại cơ bụng sáu múi đây. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.